Cường xin chào cả nhà đến với kênh Cường TN Official. Video này Cường quay cho cả nhà mình xem, đó là đám tang của vị giáo sư Hương Sữa, thế danh Bùi Thị Sữa, 78 tuổi, đi quan hành đám tại Báo Ân Từ, Tòa Thánh Tây Ninh. Nội dung của video này mình quay đó là nghi tiết đăng điện, chánh tế, phụ tế, cầu siêu. Và tối đến là đêm chèo thuyền, thì mình không có quay đêm chèo thuyền nhé cả nhà. Sáng hôm sau thì mình có quay tiếp là nghi phát hành, có đến đền thánh, tòa thánh Tây Ninh bái lễ cầu siêu, và có tuyên dương công nghiệp và đưa đi an táng tại cực lạc Thái Bình. Cả nhà mình xem xong video nhớ cho mình một like, và nếu như chưa có đăng ký thì cả nhà mình cho mình một đăng ký luôn nhé. Bây giờ Cường xin mời cả nhà mình tiếp tục theo dõi video nhé. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah, bây giờ là sáng hôm sau thì mình có mặt vào buổi sáng, mình sẽ quay tiếp nghi phát hành cho cả nhà cùng xem và đưa đi an táng tại Cực Lạc Thái Bình luôn nhé cả nhà. Bây giờ mời cả nhà tiếp tục theo dõi video nhé.
Đến năm Đinh Dậu 2018,
hội đủ điều kiện nên ngày 2 tháng 5 Đinh Dậu, ngày 16 tháng 3 2017, thiền lễ hương lên xin giữ sổ cầu thân phẩm giáo sư. Đạo lệnh số 03-3-TL ngày 25 tháng 7 2018, thiền lễ
ra sao? Tan ra vô đầu sáu ba sáu liền luôn.
Rồi lại ba lại. Rồi đứng lên. Đứng lên sáu ba sáu bước ra. Rồi nam đứng bên đây, nữ đứng bên đây. Kính bạch hậu thánh, kính quý chức sắc chư phàm, kính quý chức diệt cùng đồng đạo nam nữ kính mến, kính đến các bộ phận tang tế sự, kính đến quý ban thuyền bát nhã nội ô tòa thánh, kính thưa quý ngài và quý vị, hôm nay là ngày an táng di thể của hiền tỷ cố giáo sư Hương Sữa, thế danh Bùi Thị Sữa, hưởng cung thọ 78 tuổi. Hôm nay là ngày công duyên quả mãn, hiền tỷ đã làm tròn trách nhiệm, nay về bái mạng Ngọc Hư Cung. Vì cả mến hạnh đức và công nghiệp hành đạo của hiền tỷ, nên chức sắc, chức việc và đồng đạo đã tiễn đưa linh cữu của hiền tỷ một cách trang nghiêm và trọng thể. Trước khi hành lễ hạ nguyện, nếu có ai chúc thì bộ phận tang tế sự chúng tôi xin kính mời. Và nếu không có ai chúc hết, tôi xin thay lời cho gia đình có vài lời đáp tạ. Kính bạch hậu thánh, kính quý chức sắc chiêm phong, kính quý chức diệt cùng đồng đạo nam nữ kính mến, kính đến quý ban thuyền bát nhã nội ô tòa thánh, kính thưa quý ngài và quý vị, thật là một sự kích lệ lớn lao cho gia đình tan gia hiếu quyến đã được sự đông đảo của quý ngài và quý vị đã không quản ngại đường xa xa xôi đến đây để tiễn đưa linh cữu của hiền tỷ cố giáo sư Hương Sữa, thế danh Bùi Thị Sữa, hưởng cung thọ 78 tuổi. Trước là cũng để cầu nguyện ơn trên Đức Đại Từ Phụ, Đức Đại Từ Mẫu cùng các đấng thiêng liêng ban ơn lành cho hiền tỷ giáo sư Hương Sữa được nhẹ nhàng siêu thân thoát hóa. Và trước nghĩa cử cao đẹp ấy, gia đình không biết nói gì hơn là xin được xá hai xá và lại hai lại để tỏ lòng biết ơn trong muôn một. Lại hai lại. Và trong lúc tan gia bối rối thì sẽ không tránh khỏi những điều sơ sót, kính xin quý ngài và quý vị hãy niệm tình thượng thứ cho. Và trước khi dứt lời, tiểu phẩm đứng trước đây cúi đầu cầu nguyện ơn trên hai đấng phụ mẫu vạn linh ban nhiều phước lành cho quý ngài và quý vị được nhiều sức khỏe, tinh thần mẫn huệ, quý thể hương tường, hầu vững chắc bước lên con đường lập công lập đức. Hai kính ra ta tăng gia bước vô Thank you.
trong sạch ra ngoài càng khôn, đem giải quan độ hồn khỏi tội phương tiêu diêu năm mới được sanh. Ơn nhờ hồng phương chỉ linh rồi ấm tự tội còn dính có xương tàn dư nghĩa chỉ còn tha thứ tiền tiền đưa tay dính phép diệu quyền học thứ lập dĩ cố tiền lắm chân nó cực lạc theo quần xa lợi cứu tuần thiên mở lối nguyên lôi ấm tự tỏi bồng chính hưởng nhang nhờ học khó xuân tàn dình dớ nghĩa chi tôn tha thứ tiền kiên đưa tay dình phép diệu quyền học thứ lập chỉ của quyền đánh chân nó cực lạ theo quần xa lợi cứu trùng tiền mở lối quyền miền rõ ràng phật tốt tiên kiến nước cam lò rửa sạch tiền đổ nhân thích giấc mộng lương vừa mang tiếng ba thoáng bên tai dễ thấy lên chốn rõ đài chân linh trong sạch ra ngoài càng khốn phép dễ quang đổ hồn khỏi tội ước tiêu diêu năm mới trường sanh ơn nhờ học phước chỉ linh đôi ấm từ tỏi bồng dính hưởng nhàn khổ xương tàn dình dơ nghĩa chỉ còn tha thứ tiền kiên đưa tay dựng phép dựng quyền ngọc thứ làm gì cố tiền lên chân nó cực lạc đem quần xa lợi cố tiền video đến đây cũng đã dài rồi, mình cũng xin tạm biệt tại đây nha cả nhà. Và phần an táng vị giáo sư Hương Sữa, thế danh Bùi Thị Sữa, 78 tuổi đã xong.
Bây giờ Cường xin chào cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong những clip khác. Xin chào cả nhà. Thank you.